Ngày 17 tháng 12, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển số 20 Thụy Khuê Hà Nội, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và tổ chức Save the Children tổ chức hội thảo phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em thông qua tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em. Tham dự buổi hội thảo có sự hiện diện của bà Leslie Mueller, phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Sarin Hauser, giám đốc chương trình phát triển và chất lượng của tổ chức Save the Children, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em và đại diện các cơ quan liên quan. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối với hai điểm cầu là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Lan, thảo luận về cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các vấn đề lao động trẻ em, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phòng ngừa lao động trẻ em và giải quyết các vấn đề của trẻ em thông qua cộng đồng và hệ thống bảo vệ trẻ em. Các thành viên tham dự hội thảo đã đi đến thống nhất chung và cam kết thực hiện giải pháp để phòng chống lao động trẻ em trong thời gian tới.